Xin chào các bạn. Hôm nay trong video này, các bạn sẽ học từ vựng và luyện nghe mẫu tin nhắn bằng tiếng Anh phát ngày 14 tháng 3 liên quan đến đồng tiền mã hóa Bitcoin. Mời các bạn nghe lướt qua mẫu tin một lần trước khi vào bài. The price of Bitcoin has passed $60,000 for the first time this weekend. The cryptocurrency has seen a huge rise in price in the pandemic. A year ago, it was trading at around $5,500. So for that period, it's up around 11 times. Most recently, it's been helped by high-profile purchases by Tesla and other companies. Though comments last month by U.S. Treasury Secretary Janet Yellen put a dent in it, too, when she called it an extremely inefficient way to conduct monetary transactions. Sau đây là những từ vựng mà các bạn cần nắm vững để có thể nghe hiểu được mẫu tin này. Động từ pass trong bản tin này có nghĩa là vượt qua một con số hay số lượng cụ thể nào đó. Pass. 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 Thí dụ: The number of unemployed has passed the 2 million mark for the first time. Số người thất nghiệp đã vượt qua mốc 2 triệu người lần đầu tiên. The number of unemployed has passed the 2 million mark for the first time. Danh từ cryptocurrency là thuật ngữ dùng để chỉ tiền điện tử, hay còn được gọi là tiền mã hóa hoặc tiền ảo. Cryptocurrency. 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 Động từ trade là giao dịch, mua bán. Trade. 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 Thí dụ: A year ago, it was trading at around $5,500. Cách đây một năm, nó được giao dịch ở mức giá khoảng 5.500 đô la. Các bạn lưu ý cách nói con số 5.500 bằng tiếng Anh. 5.500. A year ago, it was trading at around $5,500. Danh từ period dùng để chỉ một khoảng thời gian cụ thể nào đó. Period. 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 Thí dụ: The drug was tested over a 5-week period. Thuốc này đã được thử nghiệm qua một khoảng thời gian là 5 tuần. The drug was tested over a 5-week period. Danh từ purchase dùng để chỉ việc mua hàng. Purchase. 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 Thí dụ: Keep your receipt as proof of purchase. Bạn hãy giữ lại biên lai để làm bằng chứng cho việc mua hàng. Keep your receipt as proof of purchase. Chữ purchase còn được dùng làm động từ với nghĩa là mua sắm hay tậu thứ gì, đồng nghĩa với động từ buy. Thí dụ: You can purchase insurance online. Bạn có thể mua bảo hiểm trực tuyến. You can purchase insurance online.
Chính từ high profile là từ dùng để chỉ trạng thái thu hút được nhiều sự chú ý của công chúng. High profile. High profile. High profile. Thí dụ. High profile purchases by Tesla. Những thương vụ đình đám của công ty sản xuất xe điện Tesla. High profile purchases by Tesla. Danh từ comment là lời bình luận, lời nhận xét hay ý kiến đóng góp. Comment. 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 Thí dụ. Okay, that's what we are suggesting. Does anyone have any comments? Được rồi, đó là những gì mà chúng tôi đang đề xuất. Có ai có ý kiến gì không? Okay, that's what we are suggesting. Does anyone have any comments? Thành ngữ make a dent hoặc put a dent in something có nghĩa là làm giảm bớt hoặc gây ảnh hưởng đến số lượng của một cái gì đó. Make a dent. Make a dent. Make a dent. Put a dent. Put a dent. Put a dent. Thí dụ. The trip made a big dent in our savings. Chuyến đi đã làm hao hụt khá nhiều số tiền chúng tôi dành dụm được. The trip made a big dent in our savings. Danh từ transaction dùng để chỉ sự tiến hành một công việc làm ăn giữa hai hay nhiều đối tác với nhau. Có thể đó là một vụ mua bán, vay nợ, cầm cố hay chuyển khoản, vân vân. Transaction. 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 Thí dụ. The bank charges a fixed rate for each transaction. Ngân hàng tính một mức phí cố định cho mỗi giao dịch. The bank charges a fixed rate for each transaction. Tính từ monetary là thuộc về tiền tệ, có liên quan đến tiền tệ. Monetary. 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 Thí dụ. The monetary unit of Japan is the yen. Đơn vị tiền tệ của Nhật Bản là đồng yên. The monetary unit of Japan is the yen. Tính từ efficient dùng để diễn tả khả năng làm việc hay hoạt động tốt mà không làm lãng phí thời gian, nguyên liệu hay năng lượng. Efficient. 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 Thí dụ. The streetcar is a very efficient means of transport. Tàu điện là một phương tiện giao thông rất hiệu quả. The streetcar is a very efficient means of transport.
trái nghĩa với efficient là tính từ inefficient, có nghĩa là không hiệu quả, có năng suất kém. Inefficient. 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 Thí dụ. This tunnel has an inefficient ventilation system. Đường hầm này có hệ thống thông gió không hiệu quả. This tunnel has an inefficient ventilation system. Trạng từ extremely có nghĩa là ở một mức độ rất cao. Extremely. 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 Thí dụ. I'm extremely sorry to have troubled you. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã làm phiền các anh chị. I'm extremely sorry to have troubled you. Danh từ Treasury Secretary là từ dùng để chỉ chức vụ Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ. Treasury Secretary. Treasury Secretary. Treasury Secretary. Vừa rồi là những từ vựng các bạn cần nắm vững để có thể nghe và hiểu được bản tin này. Mời các bạn ôn lại các từ vựng vừa mới học trước khi vào phần nghe bản tin. Pass. Pass. Cryptocurrency. Cryptocurrency. Trade. Trade. Period. Period. Purchase. Purchase. High profile. High profile. Comment. Comment. Make a dent. Make a dent. Put a dent. Put a dent. Transaction. Transaction. Monetary. Monetary. Efficient. Efficient. Inefficient. Inefficient. Extremely. Extremely. Treasury Secretary. Treasury Secretary. Bây giờ mời các bạn lắng nghe phần bản tin. The price of Bitcoin has passed $60,000 for the first time this weekend. The cryptocurrency has seen a huge rise in price in the pandemic
A year ago, it was trading at around $5,500. So for that period, it's up around 11 times. The price of Bitcoin has passed $60,000 for the first time this weekend. The cryptocurrency has seen a huge rise in price in the pandemic. A year ago, it was trading at around $5,500. So for that period, it's up around 11 times. The price of Bitcoin has passed $60,000 for the first time this weekend. The cryptocurrency has seen a huge rise in price in the pandemic. A year ago, it was trading at around $5,500. So for that period, it's up around 11 times. The price of Bitcoin has passed $60,000 for the first time this weekend. The cryptocurrency has seen a huge rise in price in the pandemic. A year ago, it was trading at around $5,500. So for that period, it's up around 11 times. The price of Bitcoin has passed $60,000 for the first time this weekend. The cryptocurrency has seen a huge rise in price in the pandemic. A year ago, it was trading at around $5,500. So for that period, it's up around 11 times. Most recently, it's been helped by high-profile purchases by Tesla and other companies. Though comments last month by U.S. Treasury Secretary Janet Yellen put a dent in it, too, when she called it an extremely inefficient way to conduct monetary transactions. Most recently, it's been helped by high-profile purchases by Tesla and other companies. Though comments last month by U.S. Treasury Secretary Janet Yellen put a dent in it, too, when she called it an extremely inefficient way to conduct monetary transactions. Most recently, it's been helped by high-profile purchases by Tesla and other companies. Though comments last month by U.S. Treasury Secretary Janet Yellen put a dent in it, too, when she called it an extremely inefficient way to conduct monetary transactions. Most recently, it's been helped by high-profile purchases by Tesla and other companies. Though comments last month by U.S. Treasury Secretary Janet Yellen put a dent in it, too, when she called it an extremely inefficient way to conduct monetary transactions. Most recently, it's been helped by high-profile purchases by Tesla and other companies. Though comments last month by U.S. Treasury Secretary Janet Yellen put a dent in it, too, when she called it an extremely inefficient way to conduct monetary transactions. The price of Bitcoin has passed $60,000 for the first time this weekend. The cryptocurrency has seen a huge rise in price in the pandemic. A year ago, it was trading at around $5,500. So for that period, it's up around 11 times. Most recently, it's been helped by high-profile purchases by Tesla and other companies. Though comments last month by U.S. Treasury Secretary Janet Yellen put a dent in it, too, when she called it an extremely inefficient way to conduct monetary transactions. The price of Bitcoin has passed $60,000 for the first time this weekend. The cryptocurrency has seen a huge rise in price in the pandemic.
A year ago, it was trading at around $5,500. So for that period, it's up around 11 times. Most recently, it's been helped by high-profile purchases by Tesla and other companies. Though comments last month by U.S. Treasury Secretary Janet Yellen put a dent in it, too, when she called it an extremely inefficient way to conduct monetary transactions. Video này đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.